xin chết đi cho rồi đi. Chị bình tĩnh lại em. Thôi em không ngờ là tiền lại cho tôi đi. Em không ngờ là dân lừa đảo cũng nhiều trò dữ vậy, cái gì cũng dám làm luôn á trời. Cái cậu mà cũng tin tôi lừa đảo nữa hả? Tôi bị lừa đảo mà. Rồi em tin chị lừa đảo, em tin chị bị lừa đảo. Nhưng mà chị ơi, chị bị tờ lừa đảo có chị phá quán em, tội nghiệp em chứ. Tôi đi. Cái gì nữa? Để cái đồ bà đạt của người ta. Cái gì vậy? Tôi ra em đây mày giữ nó lại. Chết, tôi muốn chết quá à. Ôi chết chết. Mọi người nghĩ tôi lừa đảo, lụm cũng nghĩ tôi lừa đảo. Không có lừa đảo, không có lừa đảo. Không có lừa đảo. Tìm cách đi. Mày tự không mày rước về chi vậy? Mày muốn sang quán hả? Có đặt tan nát cái quán luôn rồi, tao thấy cái quán mày dẹp sớm rồi đúng rồi đó. Trời ơi, sao chị là gì dữ vậy? Chết con nhỏ bây giờ. Giải quyết đi chú. Mày chết con nhỏ. Trộn đi đó. Giết tôi đi. Mày xí cổ đâu đứng thở. Chết ơi. Tao muốn sống nữa. Chị bình tĩnh lại. Chú bây giờ kiếm cái gì giùm con cái đi. Đây chú bây giờ tao biết kiếm cái gì. Chú giữ giùm con. Chú giữ chặt luôn. Đúng rồi. Anh mua em ra. Ở đây không ai nói chị lừa đảo, chị bình tĩnh lại đi. Trời ơi, tôi muốn chết à. Trời ơi, bình tĩnh lại, bình tĩnh. Ôi, em không có muốn cái chuyện này xảy ra đâu, nhưng mà chị đang bị mất bình tĩnh đó. Em không muốn đâu. Buông ra. Trời sao chói tôi vậy? Bà lẹ lên. Rồi. Rồi chú buông ra. Chú buông ra. Chết luôn nè. Xong rồi. Mày mệt chết luôn. Tôi ha. Cái gì thằng Bảo Vũ vậy này cũng làm được. Ê, đây. Trời ơi, mày ốm lại. Kéo lại, thằng này thôi. Đây, bấm nữa. Chú giữ chặt. Bấm nữa đi. Chú giữ chặt luôn. Chú giữ chặt luôn. Mày. Dạ. Ê. Xong rồi. Dính tao nữa. Chú đi đâu? Mày là thằng khùng á. Chú sao á? Lẹ lên. Cái gì không biết nữa. Alo. Ủa cô Quyên hả? Rồi tôi làm liền, tôi lên tôi giao liền. Hồi nãy mày giữ dòng cát nó vô pha nước cho cô Quyên coi. Trời ơi. Quyên hả? Quyên cho tôi đi với. Tôi muốn xin lỗi Quyên. Quyên ơi, chị xin lỗi em. Quyên đang nóng giận chị lên đó là Quyên giết chị luôn đó. Không giết tôi cũng được, nhưng mà tôi phải xin lỗi Quyên. Không Quyên ơi. Chị phải sống, chị phải bình tĩnh để mà chị còn trả nợ cho người ta nữa. Ủa chú Sĩ. Nè, nước của con nè. Dạ, chị tắt của con, chị dâu của anh Quy. Ủa ông Quy đâu? Dạ anh chạy ra ngoài có chút chuyện à, chú cứ để đây đi chú. Ủa chú? Hả? Cái gì vậy chú? Sao chú có cái dây nịt dài dữ vậy chú? Có ai xài dây nịt bằng cái sợi dây buộc tàu không? Nhưng mà chú có gì vui lắm hả chú? Chú thấy con vui chú mừng đó. Chú có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy chú? Nhưng mà trước khi nói chú đề nghị con thiền giùm chú được cái không? Thiền. Bình tĩnh lại giùm chú. Bình tĩnh, con đang rất là bình tĩnh mà. Thế mà con bình tĩnh rồi chú an tâm rồi. Dạ. Hít sâu vô. Hít sâu vô. Đó để 7 giây. 7 giây thôi, tích tắc. 7 giây, thở từ từ ra, thở từ từ ra. Cho chú nói trước. Con lấy hơi không đủ. Bình tĩnh nha. Dạ. Bình tĩnh nha. Ở đây chú là làm sợi dây đoàn kết lại thôi. Đây, sợi dây đoàn kết. Ôi. Từ từ tập trung nha, bình tĩnh nha. Ở dĩa nha. Bình tĩnh nha. Dạ. Đây. Con đừng nhìn chú. Con nhìn chú con dễ xây về con dễ nản lắm. Con nhìn đâu đối tượng này nè. Đó. Đây. Ủa, chú thuê người múa lân hay gì chú? Nay ngày vui mà, con nhìn đi, mong con vui hoài vậy. Cái đẩy từ từ. Dễ thương chú hả? Con đứng từ từ con. Đó. Thấy chưa? Quyên. Hít thở bình tĩnh lại con. Bình tĩnh. Quyên. Chị bình tĩnh. Chú đã nói rồi. Chị nè. Đừng con khoan, bình tĩnh con, bình tịnh. Chuyện gì mất cũng đã mất rồi. Bình tĩnh lại. Yêu thương, sống bằng yêu thương. Chết. Đừng vội xúc động quá con. Đừng. con người lừa đảo này. Tại sao chị lại ở đây? Không, chị đâu có lừa đảo em đâu. Bình tĩnh lại, chú đang nói bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Chú. Bình tĩnh, mất đã mất rồi. Chị lừa hết cả 5 tiền luôn của con. Mọi người ai cũng biết. Rồi. Chị lại ở đây. Thôi 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 thôi. Thôi bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Ngu quá, tao nghe lời là Thôi, chị xin lỗi được chưa? Tha cho chị đi em à. Đừng mà. Chị cánh cho tôi ra, chị cánh cho tôi ra. Người ta đang nóng giận bà còn tới gần nữa bà Hiền ơi, bà đứng ở đây này ngu quá. Chạy ơi, chạy luôn rồi. Bình tĩnh lại, thôi. Vừa mất tiền vừa hại thân xác mình sao tự hủy hoại vậy? Con không chấp nhận, con không chấp nhận đổi sự thật này. Chị xin lỗi, hả? Chị cũng lỗi lắm, chị cũng là người bị hại mà em. Bây giờ em trách chị ha? Được rồi. Gì nữa? Chị cũng trách con. Tao nói thôi. Cái gì từ từ nói. Không có tiền để chị đập đầu luôn là em. Dạ. Chết à. Anh có lỗi gì đâu mà. Chết cho mấy người vừa đâu. Không, anh đâu có lỗi. Tôi là người hòa giải đó. Nè. Mấy đứa làm ở nhân viên ở đây lương thảm nó đâu có bao nhiêu đâu đó, thì nó nghe lời cô nó cũng chơi con gì đó, nó chích gì đó. Không, dạ không có chích gì hết, này là chicken coin đó. Thì nó chơi vậy á thì giờ thua lỗ. Tôi đối với nó là số tiền lớn, tụ đời nó chưa trải qua, thành thử ra nó bị sốc như vậy.